Ngoài slide ra còn phải giảng rất nhiều bằng phần, có những cái khái niệm mà các em nhìn đến slide nhưng mà trong thực tế nó là cái gì thì rất là khó. Do đó thầy cũng đang nghĩ xem buổi tới là nếu như chúng ta không tiếp tục đến lớp học offline được thì online thì thầy sẽ phải minh họa với các em như thế nào, cách viết, cách minh họa trên online nó như thế nào thì thầy cũng sẽ phải xem. Trường thứ hai là những kiến trúc thu phát máy vô tuyến, thì chúng ta học cả cái kiến trúc máy vô tuyến chung, trong đó kiến trúc của máy thu, máy phát của những cái hệ thống âm thanh cũ như là cái máy phát FM, máy phát AM, rồi là đến cả cái máy phát vô tuyến hiện đại như ngày hôm nay, ví dụ máy điện thoại di động, Wi-Fi, máy thu Wi-Fi trong laptop, trong điện thoại di động, hay là máy phát Wi-Fi, thì những cái kiến trúc đấy các em cũng sẽ được học. Đây là những cái rất là cập nhật so với thời đại, so với cái đề cương trước đây. Các em nghe rõ không nhỉ? Có. 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 Sau đó thì thầy sẽ, sau khi học kiến trúc máy tính đã, thì sau khi học kiến trúc về về máy phát máy thu, thì các em sẽ biết là trong một cái máy phát máy thu sẽ có những cái bộ phận gì, sẽ có những cái khối gì là chính. Thì thầy bắt đầu từ chương 3 thì thầy sẽ bắt đầu đi vào những cái khối đấy. Ví dụ như mạch tạo dao động điều hòa, trong tất cả các máy phát các em biết không, đều có mạch tạo dao động, và dao động đấy là không phải dao động tạo súng vuông, cũng không phải dao động tạo súng răng cưa hay là súng hình chữ nhật, mà tất cả các cái máy phát đều dùng súng dao động điều hòa, tức là dạng tín hiệu hình sin hoặc cốt ấy. Thì sẽ họ dạy tất cả các cái mạch về mạch tạo dao động. Thì tại sao nó có máy phát lại dùng mạch dao động, thì chúng ta trong quá trình học kiến trúc máy tính chúng ta sẽ biết, kiến trúc thu phát thì chúng ta sẽ biết. Chương 4 thì thầy sẽ dạy cái cách điều chế và giải điều chế. Thì các em cứ tưởng tượng thế này, chúng ta có thông tin cơ bản nhất của con người, đó là gì? Nó có hai dạng thông tin, thực ra nó có ba dạng thông tin cơ bản nhất mà trước đây nó, thứ nhất là âm thanh, tín hiệu âm thanh chúng ta thu vào từ micro vào là cái mà người ta cần truyền đi và bên kia thu lại được cho ra loa để phát lại. Cái thứ hai là tín hiệu về hình ảnh, thông thường thì người ta quay bằng camera, tín hiệu hình ảnh này cũng cần truyền đi và sang bên kia hiển thị lại trên màn hình. Cái thứ ba đó là hiện nay có một cái mới, đó là dữ liệu. Ở đây ta, dữ liệu thì người ta cũng chuyển hóa nó thành dạng dữ liệu, nhưng dữ liệu là tín hiệu số thôi, nó là cả cái file dữ liệu lưu trữ dưới dạng nhị phân không một, và nó cũng được truyền qua bên phía thu, và bên phía thu cũng phải khôi phục lại cái file đó. Như vậy để làm sao mà ghép được cái tín hiệu của chúng ta là âm thanh, là hình ảnh, là dữ liệu đấy đấy, mà để truyền đi được, tức là bắn nó qua anten phát và cái tín hiệu sóng điện từ để nó chạy qua môi trường truyền sóng và nó đến bên phía thu, và bên phía thu thu lại được cái sóng điện từ đấy, giải mã nó ra lại, khôi phục lại được âm thanh và hình ảnh. Thì cái đấy chúng ta sẽ học trong cái chương 4 là mạch điều chế và giải điều chế. Thì đó là cái điều chế và giải điều chế. Tiếp theo là mạch mạch đổi tần và trồn tần. Như vậy là khi điều chế và giải điều chế thì các em hiểu đơn giản là gì? Tín hiệu âm thanh của chúng ta là giống như con người của chúng ta ấy. Bây giờ chúng ta muốn chuyển tín hiệu âm thanh này đi xa, giống như cho con người ta muốn bay từ đây mà vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải nhờ cái máy bay nó chở đi. Cái máy bay mà chở con người đi, con người là thông tin, máy bay chính là gì? Chính là cái mang thông tin đi, người ta gọi là tải tin hay còn gọi là sóng mang. Sóng mang để phải mang thông tin đi. Như vậy điều chế là quá trình mà gì? Ghép tin tức vào sóng mang để sóng mang đưa cái tin tức ấy đi. Còn giải điều chế là bên phía thu là ngược lại, tách cái tin tức ấy ra khỏi cái sóng mang đi và đưa cái tin tức đấy để cho người thu, người bên phía thu người ta khôi phục lại và nghe. Như vậy phát ở tần số nào, đổi tần thì các em sẽ được học trong chương 5. Đổi tần các em hiểu là gì? Đổi cái tín hiệu âm thanh ấy mà đã ghép giữa tin tức và sóng mang ấy lên cái tần số cần phát thì người ta gọi là đổi tần. Như vậy đổi tần, bởi vì các em biết một cái khái niệm mà bây giờ các em phải biết, đó là tần số là tài nguyên quốc gia nhé các em nhé. Các em đã từng nghe là gì? Các em từng nghe là gì? Đất đai là tài nguyên quốc gia này, khoáng sản là tài nguyên quốc gia này, rồi là nguồn nước là tài nguyên quốc gia này, rồi là rất nhiều cái là tài nguyên quốc gia, là vật chất. Nhưng mà các em thấy một cái không phải là, các em không nhìn thấy được, các em không sơ được, không cảm nhận được, đó chính là tần số. Tần số cũng là tài nguyên quốc gia. Chính vì thế người ta mới sinh ra cái cục tần số ấy.
Chính vì thế người ta mới sinh ra cái cục tần số ấy để làm gì? Để chính thế vì thế người ta mới sinh ra cục tần số để làm gì? Để quản lý cái tài nguyên tần số đấy. Thay lấy ví dụ như là cái em biết kênh VOV giao thông đúng không? Người ta hay nói là kênh VOV giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát ra tần số 91 MHz. Như vậy là gì? Cái tần số ở vị trí 91 MHz này đã được cấp phát cho Đài VOV giao thông rồi. Như vậy có như tôi đã xây nhà ở đó rồi. Như vậy ông cũng thể chạy sang ông cướp đất của tôi được, cũng giống như là kênh VOV giao thông đã phát ra tần số 91 rồi thì không thể một ông nào đó nhảy vào đó phát, nó sẽ gây nhiễu Đài VOV giao thông. Do vậy là gì? Cái tần số tại đó đã có người chiếm rồi, có nghĩa là tài nguyên đó đã được sử dụng. Và cũng như vậy, người ta phải quy hoạch cái tần số cho tất cả các cái loại phát sóng vô tuyến khác nhau, ví dụ tần số cho Wi-Fi là 2,4 GHz, tần số cho điện thoại di động 2G, 3G, 4G, 5G là tần số nào, tần số cho phát thanh FM, tần số cho truyền hình số, tần số cho các cái thiết bị của thông tin trong quân đội, người ta phải quy hoạch hết. Thì bởi vì tại sao? Cái năng lực phần cứng của con người ấy chưa thể làm được những thiết bị mà có thể về mặt lý thuyết thì tần số là vô cùng. Tần số có thể là 1 mê, 100 mê, 1 ghi, 100 ghi, 1.000 ghi và vô cùng hạt dẹt. Nhưng các em biết là để mà tạo ra được cái dao động của tần số cao như thế ấy, thì không phải là đơn giản. Mà cần cái phần cứng đáp ứng được. Như vậy cái phần cứng của con người ta hiện nay chỉ mới là dưới 100 ghi đổ lại thôi các em, và không thể làm được những cái, chưa làm được những cái thiết bị mà có tần số giao tiếp cao hơn. Do đó các em thấy là tất cả thiết bị vô tuyến hiện nay đang chia sẻ nhau ở cái tần số cỡ khoảng 20 ghi đổ lại thôi. Gần đây người ta bị đề xuất là cái việc là giao, tức là làm một cái thiết bị vô tuyến ở tần số millimeter wave. Các em biết millimeter wave là bước sóng thì bằng 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 gì nhỉ? Bước sóng chính là bằng bằng cái vận tốc ánh sáng chia cho ép đúng không? Như vậy là gì? Tần số mà càng lớn thì bước sóng càng nhỏ, và người ta phát hiện ra là gì? Với những cái thu phát sóng mà trên 28 GHz thì người ta xếp vào millimeter wave, tức là dạng sóng đạt được millimeter. Và hiện nay đang có rất nhiều nghiên cứu để làm sao mà máy thu và máy phát giao tiếp nhau ở tần số lớn hơn 28 GHz để mở rộng cái tài nguyên tần số đó. Còn đa số các cái hệ thống mà chúng ta đang dùng như điện thoại di động của các em đang dùng, ví dụ các em đang dùng Viettel mà điện thoại di động thì người ta đang phát 4G tần số 1,8 GHz, vân vân, hay là đài VOV giao thông hay là VOV3 người ta đang phát ở tần số 102,7 mê và 91 mê, tất cả là phía dưới thấp này hết. Cho nên các em cũng phải nhớ một cái khái niệm đó là gì? Tần số chính là tài nguyên của quốc gia, và bất kỳ quốc gia nào cũng phải có kế hoạch, quy hoạch, quản lý và sử dụng tần số đó. Em đợi chút. Ok. Tiếp theo là thứ sáu là ta sẽ có cái bộ lọc. Sau khi muốn phát ra và muốn thu vào thì chúng ta phải có cả cái bộ lọc để làm gì? Cả cái bộ lọc đó là gì? Để lọc những cái tín hiệu không mong muốn ra khỏi đầu ra của máy phát và ra khỏi đầu vào của máy thu. Thế nào là tín hiệu không mong muốn thì chúng ta sẽ học nhé. Cái này là những cái khái niệm rất là khó, bởi vì sao? Cái này là những cái kiến thức rất cập nhật. Như thầy đã nói rồi thì các em sẽ có một cái buổi, chắc là buổi đấy phải là buổi offline thôi. Thì có thể là hôm nào mà tình hình dịch nó khá hơn thì một anh ở trong lab của thầy đang học năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp với thầy, sẽ đến hướng dẫn các em về cái việc cài phần mềm để mà mô phỏng, để thiết kế các cái mạch cao tần này, đo lường các cái thông số của mạch cao tần này trên phần mềm đấy, thì sẽ có một buổi như thế. Ngoài ra thì các em cũng phải làm sử dụng cái phần mềm để làm cái bài tập lớn để được chấm điểm giữa kỳ, và các em phải hoàn thành thí nghiệm. Các em sẽ có một cái mấy buổi phải tham gia thí nghiệm ở trên phòng thí nghiệm ở chỗ C9 ấy, có thầy Quang Thắng thầy dạy
và cái em phải làm một cái bài thí nghiệm là lắp ráp cả cái mạch và đo cũng gần giống như điện tử tương tự một đấy, nhưng mà cả cái bài của nó dành cho điện tử tương tự hai, trong đó còn sẽ có cả cái bài về dao động, bài về tạo dao động điều hòa, các cái bài về khuếch đại thuật toán vi tuyến và các bài về điều chế, thì các em sẽ phải làm như thế. Như vậy là đó là toàn bộ những cái mà các em phải làm trong các môn điện tử tương tự hai này. Thầy cũng nói là một trong những cái hạn chế của cái việc mà chúng ta không được đến lớp ấy, thì các em vẫn thầy vẫn có thể giảng bằng slide bình thường, nhưng mà những cái slide của thầy ấy, thông thường khi thầy soạn slide thì thầy chỉ đưa ra những cái ý chính đó, những cái kết quả thôi. Còn cái việc để phân tích chi tiết nó ấy, thì thầy lại hay là viết bảng hơn, bởi vì các em sẽ theo dõi được hơn. Nhưng mà hiện nay nó bị hạn chế thế này, nó bị hạn chế cái việc viết bảng thế này, thì thầy đang nghĩ xem là cũng để tìm hiểu xem là cái công cụ này nó có hỗ trợ cho mình viết được bằng bút không, hay là viết được như thế nào không, chứ dùng chuột về là cũng rất là khó. Muốn vẽ một cái hình để minh họa hay muốn viết một công thức cho nó nhanh, nó cũng hiện tại là thầy cũng chưa tìm được cái tool đấy. Có bạn nào hiểu rõ về cái phần mềm tím này không? Alo, có bạn nào mà đã tìm hiểu rõ về cái phần mềm Microsoft Teams này này chưa? Chưa, chưa. Chưa đúng không? Thầy cũng mới từ chiều hôm qua, thì sau khi gửi email của em thầy cũng mới tìm hiểu thôi. Chưa biết là khi mà mình đưa ra một cái slide như thế thì làm sao mà có thể viết được hoặc là vẽ được như bút, như kiểu là bút cảm ứng thông thường. Chưa chưa biết được cái nó có hỗ trợ cái tool để không, chắc là vẫn phải tìm hiểu thêm. Ok, quay trở lại với bài học thì có cái bảng trắng, nhưng mà cái bảng trắng đấy là chỉ là lấy bút ra đây là vẽ được bằng chuột thôi, nhưng mà vẽ bằng chuột thì khó lắm, ra bằng chuột thì khó lắm, chắc là phải có cái hỗ trợ nào thôi. Loan có cái checkpad thầy, cái đấy là trước cô vẽ cũng khá là dễ. Thế nào không? Nó Trước vẽ cô bằng cái đang gì? Nó vẽ bằng cái gì em? cô dùng checkpad sao? À, tức là dùng dùng máy tính bảng á. Không, cô dùng bút. Cái Bạn giống đã như biết của không? cô Noan ấy. Dùng cái bút, sau đó là cái đợt cái đấy máy tính, phải là máy tính bảng, là máy tính cảm ứng đúng không? Không, cô dùng máy Mac ạ. Cái đấy là phụ kiện thêm máy Mac. À thế à. Ok. Các em có thấy màn hình slide chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, thực ra là cái bài 1 là những cái khái niệm rất là khó và đòi hỏi là các em phải đọc ở nhà và các em phải tìm hiểu trước. Ở trên lớp thì chắc là thầy cũng chỉ hướng dẫn thôi. Thì buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ học về những cái khái niệm cơ bản, trong đó có ba cái bài mà thầy đã gửi cho các em ấy. Đó là cả cái bài về nói về tính phi tuyến ở trong các cái thiết bị điện tử, bài về nói về phối hợp trở kháng trong các thiết bị điện tử, và một cái bài nữa là về cái bài chương 2 là kiến trúc máy tính máy thu, thì thầy đã gửi rồi. Bài 1 này thì có là bài về phi tuyến này, các cái khái niệm về phi tuyến này, rồi là các cái về tạp âm trong thiết bị máy thu máy phát, và một cái nữa là về phối hợp trở kháng. Cái khái niệm về phối hợp trở kháng ấy, tiếng Anh của nó là impedance matching ấy, tức là một cái khái niệm rất là quan trọng trong khi mình cần chúng ta thiết kế mạch, bởi vì một cái mạch điện khi mà tín hiệu tần số thấp chạy qua tần số cao chạy qua là nó khác hoàn toàn nhau các em. Do vậy là đầu tiên cái slide đầu tiên này thì là general consideration units in IF design. Có nghĩa là chúng ta xem xét những cái khái niệm chung nhất là các cái đơn vị mà người ta sử dụng trong
trong cả cái thiết thiết kế mạch cao tần ấy. Thì các em đã nắm được đơn vị decibel rồi đúng không các em? Decibel là chúng ta hiểu là gì? Decibel không ấy, người ta hiểu là số lần. Và để đổi ra đơn vị decibel thì rất là đơn giản, đó là người ta sẽ để đổi ra đơn vị decibel ví dụ là gì? Một cái mạch khuếch đại có đầu vào là 1 V và sau khi qua mạch khuếch đại ấy thì đầu ra là 20 V chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ biết ngay là hệ số khuếch đại của nó bằng K K U KV thì bằng V out chia cho V in và sẽ bằng 20 V đầu ra chia cho 1 V đầu vào sẽ bằng 20 lần. Như vậy hệ số khuếch đại của nó chúng ta hiểu là 20, ở đây không có thứ nguyên bởi vì là vốn chia vốn là hết, nhưng chúng ta hiểu đơn vị nó là số lần, là gấp gấp bao nhiêu lần tính là hệ số khuếch đại của nó theo điện áp. Thì người ta đổi cái hệ số khuếch đại của nó thành decibel là bằng 20 logarit của KU theo lần. Cái này thì các em học rồi. Cái việc đổi đơn vị decibel này nó có rất nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là người ta có thể biểu diễn được các cái số khuếch đại rất lớn, khi lốc lên thì nó thành các cái số rất nhỏ. Cái thứ hai nữa là khi mà cả cái tầng khuếch đại nối tiếp nhau thì hệ số khuếch đại tổng nó bằng tích của các hệ số khuếch đại từng từng tầng khuếch đại một. Thì cái việc mà chúng ta lốc này thì khi lốc thì tích đấy nó sẽ bằng tầng tổng. Như vậy là khi có các tầng khuếch đại liên tiếp nhau thì chúng ta tính hệ số khuếch đại ra decibel rồi ấy, thì hệ số khuếch đại tổng chính là tổng của các decibel này cộng với nhau thay vì là tích như là bình thường. Thì việc có thể cộng tổng thế này nó rất dễ, sau này chúng ta biểu thì gì trên các bộ biểu đồ và các cái máy đo, trên các máy đo thì sẽ có các cái màn hình biểu thì chúng ta có thể cộng được các cái giá trị đó một cách cộng độ lớn của các hệ số khuếch đại với nhau nếu như ta đổi ra decibel rồi. Thì đó là cả cái ý nghĩa của việc đổi ra decibel, đó là đối với khuếch đại điện áp. Còn đối với khuếch đại công suất ấy, bởi vì ta biết là công suất thì bằng U bình phương trên R, mà U thì 20 thì khuếch đại công suất nó sẽ là 10 thôi, 10 logarit thôi. Đây là ví dụ là gì? Một bộ khuếch đại mà có công suất đầu vào là 1 W và công suất đầu ra là 10 W thì ta tính ngay được hệ số khuếch đại công suất của nó là P AP sẽ bằng công suất đầu ra P out chia công suất đầu vào P in sẽ bằng 10 W chia 1 W là bằng 10 lần. Ta hiểu là 10 lần, nó không có, thực ra không có chữ lần đâu, nó không có thứ nguyên đâu, nhưng trong chúng ta hiểu theo tiếng Việt Nam nó như thế. Thì khi đổi ra công suất khi đổi ra đơn vị khuếch đại theo decibel ấy, thì nó sẽ bằng 10 logarit của hệ số khuếch đại theo lần. Thì chúng ta giả sử là gì? Chúng ta có một bộ khuếch đại có hệ số là 10 10 lần thì chúng ta sẽ đổi ra decibel là bao nhiêu lần rồi em nhỉ? Chúng ta đổi ra decibel đơn giản đúng không? Chúng ta đổi ra decibel nó sẽ bằng 10 logarit của 10, logarit của 10 là 1, như vậy nó sẽ là 10 decibel. Tiếp theo là lấy ví dụ ra là một bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại là 2 lần, tức là P out chia P in bằng 2 thì đổi ra hệ số khuếch đại decibel nó bằng bao nhiêu em? Ba là ok đúng rồi, đó là 10 log của 2 thì nó là 3 decibel. Và có hai bộ khuếch đại, một bộ khuếch đại là bộ khuếch đại thứ nhất có hệ số khuếch đại là 2 lần, bộ khuếch đại thứ hai có hệ số khuếch đại là 10 lần, thì hệ số khuếch đại tổng của hai tầng đấy nối tiếp với nhau là bằng 20 lần đúng không em? Bằng 2 nhân 20. Nhưng mà khi đổi ra decibel thì các em sẽ thấy là gì? Bộ thứ nhất 2 lần thì nó là 3 decibel. Bộ thứ hai là gì? 10 lần nó là 10 decibel. Như vậy hệ số khuếch đại tổng của nó là bằng 3 cộng 10 là 13 decibel. Các em đổi 13 decibel thì nó cũng thành 20 lần đúng không? Tương đương nhau. Như vậy là gì? Cái phép biến đổi decibel giúp chúng ta biến một cái tích thành một cái tổng. Như vậy các em nhớ cho thầy là gì? Đối với khuếch đại điện áp ấy, khi đổi ra decibel là 20 log
của VAL chia VIN. Nhưng đối với khuếch đại công suất ấy, thì nó chỉ bằng 10 log của PAL chia VIN, bởi vì đơn vị là đơn giản. Nhưng các em nhìn đây này, để số khuếch đại công suất PAL thì bằng VAL bình phương RAL chia cho RO tức là tải, VIN bình phương chia cho RO tức là công suất đầu vào của mạch. Thông thường thì đối với mạch cao tần thì người ta chuẩn hóa cái trở kháng của tải và trở kháng đầu vào nó bằng nhau, và thông thường họ lấy 50 ohm là trở kháng chuẩn của tất cả đều phối hợp trở kháng với 50 ohm hết. Cái này các em học thì các em sẽ biết sau. Như vậy là gì, bình phương thì đưa ra ngoài thành 20. Như vậy đó là lý do tại sao người ta đổi là decibel đối với đơn vị điện áp là 20, mà tại sao đối với đơn vị công suất lại là 10, làm vì như vậy. Tiếp theo người ta còn có một cái khái niệm nữa là đơn vị decibel m, dBm m, tức là dBm milliwatt, chúng ta hiểu như thế. Cái khái niệm dBm m này các em đã học ở ở môn nào chưa? Ở môn anten thì anten truyền thống. Anten là thầy Vũ dạy phải không nhỉ? Hay là học thầy Xuất ạ? Thầy Xuất ạ. À, thầy Xuất đúng rồi. dBm m là một cái khái niệm cũng khá là quan trọng, rất là quan trọng. dBm m lại không phải là số lần hay là hệ số khuếch đại, mà dBm m là chỉ là công suất đổi ra đơn vị dBm, thì nó được tính như thế này. Nó sẽ bằng 10 logarit của công suất bằng milliwatt chia cho 1 milliwatt. Thế lấy ví dụ là gì? Một máy phát có công suất là 1 milliwatt thì nó là chính là phản bao nhiêu dBm m các em nhỉ? 10. Không mà 1 milliwatt. Một không chứ. Lớp 1 là không hả? Không, một máy phát công suất 1 milliwatt. Thì hỏi là máy phát đấy là đổi ra dBm m là nó phát bao nhiêu dBm m? Không, không thể. À không, rồi. Như vậy là không dBm m chính là 1 milliwatt. Là chuẩn. Hay ví dụ như là một máy phát có công suất là 1 watt. Thì hỏi đổi ra dBm m nó là bao nhiêu? 30. 30. 30. Đúng rồi. Bởi vì là 1 milliwatt chính là 1000 milliwatt, 1 watt chính là 1000 milliwatt, tức là log của 1000 thì bằng 3, 3 nhân 10 là 30. Thì khi chúng ta nói là một máy phát, thay vì người ta nói là một máy phát là 1 watt thì người ta có thể dùng là một máy phát phát là 30 dBm m, các em hiểu chưa? Thì nó hoàn toàn tương tự như nhau. Như vậy các em phân biệt cho thầy dBm là đơn vị thường. Còn dB để chỉ số lần, nó liên quan đến hệ số khuếch đại, điện áp, dòng điện hoặc là công suất. Còn dBm m là nói lên cái gì? Nói lên cái công suất. dBm m là công suất nhé. Ok. Còn các em đã học dBm, dBi chứ? dBe chứ? dBe có nhưng có vẻ như là không giống ở trong ngoài lắm. Ok. Đã học dBc chưa? Chưa. Chưa. Còn có nhiều đơn vị khác mà các em phải học tiếp tới nữa. Sau này các em sẽ học thì các em bây giờ thầy không nêu ra, bởi vì nếu không các em sẽ nó sẽ bị loạn. Các em tạm thời với cái môn điện tử tương tự hai, điểm tương tự hai các em nắm cho thầy là dBm là gì? dBm là nói lên hệ số khuếch đại, nói lên số lần. Còn dBm là nói lên công suất, là chính là dBm theo milliwatt. Các em chú ý cho thầy cái vấn đề đấy. Cho nên các bạn đừng có nhầm sáng là gì? 10, khi nói đến 10 decibel chúng ta hiểu ngay là nó khuếch đại được 10 decibel. Nhưng khi chúng ta nói là gì? Hay là nói suy hao đi 10 decibel thì chúng ta nói là đầu ra so với đầu vào bị suy hao đi 10 decibel. Chứ không được ai nói là mạch này khuếch đại 10 dBm là sai. Mà cũng không ai nói là gì? Công suất nhận được đầu vào anten máy thu là 10 dB. 10 dB là sai, công suất nhận được phải là dBm, các em hình dung chưa? Phân biệt rõ cái đấy cho thầy. Tiếp theo có một cái ví dụ dưới này này. An amplifier sends a sinusoidal signal and deliver power 0 dBm to a load resistant of 50 ohm. Có nghĩa là gì? Một cái bộ khuếch đại nó nhận một cái tín hiệu sense, là cảm nhận ấy, tức là nhận receive ấy. Nhận một cái tín hiệu hình sin và nó sẽ đưa ra một cái công suất là 0 dBm. Tải này có thể kháng là 50 ohm.
xác định công suất, tín hiệu đỉnh đỉnh, giảm sóng đỉnh đỉnh mà ngang tải. Thì em thử xem bài này thế nào. Với một tín hiệu hình sin thì em cũng kể cho thầy nhé. Với một tín hiệu hình sin, các em phân biệt cho thầy là tín hiệu đỉnh đỉnh, tín hiệu đỉnh và tín hiệu hiệu dùng nhé. Các em có phân biệt được cái này chưa nhỉ? Tín hiệu đỉnh đỉnh là có nghĩa là hai đỉnh trên và dưới của hình sin đấy. Và tín hiệu đỉnh là gì? Là trung bình của tín hiệu so với đỉnh. Còn tín hiệu hiệu dùng là gì? Hiệu dùng chính là gì? À, của đỉnh kia cho căn hai. Để các em học thôi. Bây giờ các em thử làm cái bài này xem nào. Chúng ta có một cái công suất là 0 dBm và rơi trên một cái tải, giả sử anten này có chúng ta là 50 ohm, thì hỏi là cái tín hiệu đấy nó tương đương với điện áp là bao nhiêu ngang cái tải đấy. Các em thử lấy bút ra, các em tính cho thầy xem đó. Tính 5 phút nhá. Tính 5 phút thì xem nó được bao nhiêu. Căn 0,1. Căn 0,1 là bao nhiêu? Tính ra số thập phân cho nó. 0,3. 0,3. Nhân đôi nữa chung rồi. 632 miliwatt à, milivolt. V pic pic mà nhân đôi lên. À rồi, nhân đôi. Ok. Thôi để các bạn các tính đi. Để thay đi uống cốc nước. Đợi tí. Đúng đấy, các bạn tính thì là đúng rồi đấy. Các em nhìn nhá. Công suất thì bằng gì các em nhỉ? Công suất thì bằng U hiệu dùng bình phương chia cho tải đúng không? Và U hiệu dùng bình phương thì bằng U đỉnh đỉnh chia cho 2 là ra U đỉnh, chia cho căn 2 nữa. Mà bình phương nữa thì nó sẽ bằng U đỉnh đỉnh bình phương chia 8 trên cho tải. Và công suất này là bằng 1 miliwatt, bởi vì các em tính là 0 decibel sẽ đổi ra là 1 miliwatt đúng không? Đúng không? À, bởi vì là nó là vốn thì chúng ta phải đổi ra miliwatt chứ chúng ta không thể đổi để decibel được. Và chúng ta thay số vào thì chúng ta có là gì? Tải người ta cho là 50 ohm rồi. Thì từ đây ta sẽ tính ra được là công suất đỉnh đỉnh nó sẽ là 632 milivolt. Các em mình dùng ra chưa nhỉ? Ok, thì các bạn tính ra hết chưa? Rồi, 632 milivolt, ok. Tiếp theo. À, cái bài tập tiếp theo. Em đợi chút. Bài tập tiếp theo này à, về đơn vị ở trong RF. RF là viết tắt của chữ radio frequency, có nghĩa là gì? Tần số bức xạ, hay còn gọi là tần số vô tuyến đấy. Tần số vô tuyến thì các em đọc xem. A GSM receiver sends a narrow band signal having a level of minus 100 dBm, có nghĩa là một cái máy thu GSM ấy, nó nhận một cái tín hiệu
Narrowband là băng hẹp ở đầu vào, và nó sẽ có một cái mức biên độ là trừ 100 dBm, tức là tín hiệu rất nhỏ. Em biết là tín hiệu mà từ anten phát mà đến cả cái máy thu như di động hay máy thu công suất nó bé lắm. À, như vậy là một cái máy máy di động GSM ngày xưa 2G ấy. Nhận bây giờ chúng ta vẫn phát 2G đấy. Nó chủ yếu là dùng cho thoại là chính thôi. Thì một cái máy thu GSM nó sẽ nhận một cái tín hiệu băng hẹp mà có mức công suất là trừ 100 dBm mà. Nếu như cái bộ khuếch đại đầu cuối ấy, front end là gì? Trước và end là cuối, người ta gọi là đủ bộ khuếch đại đầu cuối cung cấp một hệ số khuếch đại là 15 dB, các em nhớ nhá, hệ số khuếch đại phải là dB chứ không phải là dBm đâu, mà công suất thì phải là dBm, em phân biệt cho tay hai cái đấy. Nhiều bạn sau này đi mà người ta phỏng vấn tuyển việc hoặc là phỏng vấn là người ta hỏi câu này là cũng không phân biệt là cũng mệt đấy. Bây giờ tính xem là công suất đỉnh dạng sóng điện áp đỉnh ở đâu ra của bộ khuếch đại là bao nhiêu, để em tự làm xem. Rõ chưa? Như vậy một máy thu điện thoại là nó thu một cái tín hiệu đến anten của nó là trừ 100 dBm, và sau đó nó qua một cái bộ khuếch đại 15 dB, và người ta hỏi là tính cái điện áp đỉnh của cái tín hiệu mà sau khi khuếch đại đó, sau cái bộ khuếch đại đó. Tính đi. Hình như lớp mình có mỗi một bạn nữ thôi đúng không? Là bạn Quỳnh nha. Vâng ạ. Em thấy cái điện trở, cái trở tải nó cho bao nhiêu ạ? Điện trở của tất cả các cái thiết bị mà thu RF này. Các em nhớ là trở kháng vào và trở kháng ra, thông thường người ta luôn luôn thiết kế chuẩn hóa là 50 ohm. Là tất cả là 50 ohm. Thử tính xem là công suất đỉnh của tín hiệu đâu ra xem nào. Nó sẽ bằng bao nhiêu vôn? Tính được chưa? Hay là ngủ cả đây? Em thấy sao bộ khuếch đại nó không đặt ở trước cái máy thu mà phải đặt đằng sau. Cái gì? Cái bộ khuếch đại sao mình không đặt trước ở máy trước cái máy GSM nữa? Không, cái tức là cái bộ khuếch đại này nó là trong trong cái máy thu, tức là nó ngay sau anten. Em hiểu chưa? Tức là công suất này, công suất từ tín hiệu nó đi vào anten, tức là nó của anten nó thu vào là trừ 100 dBm, sau đó nó phải qua một cái bộ khuếch đại ngay sau anten đấy. Là 15 dB, người ta hỏi là cái tín hiệu sau bộ khuếch đại là bao nhiêu, thì tín hiệu sau bộ khuếch đại đấy nó mới đi vào các tầng xử lý tiếp theo để giải điều chế, thì cái đấy mình sẽ học sau. Vâng.
Cái này có sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất đơn giản nhất là thế này. Kém đổi từ 100 dBm thành volt. Đúng không? Thành millivolt. Hoặc là thành volt. Kém đổi 15 dB thành lần. Sau đó là đầu vào, các em lấy vốn để nhân với lần là các em sẽ tính được đầu ra đúng không? Tức là đổi điện áp thành ra ra đầu ra là điện áp. Tính ra chưa? Tính ra kết quả chưa? Rồi. Thử xem tôi xem nào. 35,5 microvolt đỉnh đỉnh. Ok, các bạn làm ra kết quả rồi, ta chúng ta thử xem nhỏ là cái gì nha. Rồi, các bạn làm đúng rồi. Một kết quả cuối cùng nó là bằng 35,5 microvolt đỉnh đỉnh. À thì như cách thầy nói đấy, cách thứ hai đơn giản hơn là gì? Bởi vì chúng ta đã có decibel hết rồi. Mà các em biết là gì? Decibel là có thể cộng lại được với nhau, phép nhân trong bình thường thì sẽ bằng phép cộng của decibel. Thì các em lấy biên điện, biên độ tín hiệu đầu vào là trừ 100 dBm. Các em cộng với hệ số Quách Tài là 15 decibel thì nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ bằng trừ 85 decibel đúng không? dBm đúng không? Các em đổi trừ 85 dBm để ra đỉnh đỉnh là các em sẽ ra kết quả này luôn. Các em hiểu chưa nhỉ? À, như vậy các em sẽ lấy này. À, thầy sẽ tính này, nó là trừ 100 này. dBm là công suất đầu vào của anten máy thu di động này. Các em cộng với hệ số Quách Đài của cái bộ quách đài 6 anten là 15 dBm này. Thì các em sẽ được bằng bao nhiêu? 115. Nhân trừ chứ. Các em sẽ được trừ 85 dBm đúng không? Đây chính là công suất đầu ra. Và các em đổi từ 85 dBm này, các em đổi sang vốn đỉnh đỉnh, các em sẽ ra được là 35,5 vốn microvolt VP. Em hiểu chưa? Em thấy nhưng mà nó không cùng thứ nguyên thì vẫn cộng được. Nó là thứ nguyên nhé. Các em chú ý là dBm với dBm là cộng với nhau được. Đó là cái hay của cái việc đổi ra dBm. Ví dụ nhé. Nó rất hay ở chỗ là đầu vào tín hiệu là trừ 100 dBm mà. Thì phép nhân trong bình thường thì nó thành phép cộng trong dBm mà. Có phải trong bình thường thì các em đổi cái này ra là miliwatt không? Đúng không? Sau đó em cứ đổi ra cái này là đơn vị không có từ nguyên là lần đúng không? Sau cái em nhân cái miliwatt ở bên lần thì các em sẽ ra đâu ra là watt đúng không? Watt sau đó các em đổi lại thành thành vốn đúng không? À, nhưng mà đối với decibel thì các em có thể cộng được dBm cộng với decibel được với nhau. À, ví dụ bộ quách đài này là đầu vào là trừ 100 dBm thì các em cộng với hệ số quách đài là 15 thì đầu ra sau quách đài nó sẽ là trừ 85 dBm. Và các em đổi cái này ra chính xác với tải 50 ohm thì nó đúng 35,5 V thôi. Các em chú ý nhá. Là thầy lấy ví dụ tiếp theo này. Nó qua hai tầng khuếch đại. Tầng khuếch đại tín hiệu đầu vào là trừ 100 dBm. Qua tầng khuếch đại thứ nhất là 15 dB và tăng qua tầng khuếch đại thứ hai là 10 dB. Hỏi tín hiệu đầu ra là bao nhiêu thì ta biết ngay tín hiệu đầu ra nó sẽ là 75 dBm. Và các em sẽ đổi ra ngay được là bao nhiêu milliwatt và nó sẽ đổi ra ngay được là bao nhiêu volt. Ok, như vậy dBm nó cộng lại được với nhau nhé, các em cũng không cần phải đổi đâu. Như vậy trong cao tần ấy, khi người ta nói là gì, người ta có thể sử dụng đơn vị decibel ở tất cả các cái giao diện của trên mạch, bởi vì người ta quan niệm là gì, tất cả các cái trở kháng ở trên mạch đã được chuẩn hóa là 50 mV rồi, à 50 ohm rồi. Trong cao tần thì người ta chuẩn hóa tất cả các đường trở kháng đầu vào, trở kháng của anten
trở kháng của mạch đều là 50 ohm hết để phối hợp trở kháng. À, phối hợp trở kháng nhằm gì? Nhằm đưa cái công suất từ nguồn mà ra đến tần tải là lớn nhất, thì người ta phải phối hợp trở kháng và trở kháng phải giống nhau. Phối hợp trở kháng ghép tương tương giống như ống nước ấy, nước mà chảy trong ống ấy, mà nó chảy qua một cái đường ống tiết diện bằng nhau thì nó sẽ chảy một cách trơn tru. Nhưng mà ví dụ tiết diện đường ống đang nhỏ, đang to mà chảy qua một cái đường ống tiếp theo mà nó nhỏ thì nó sẽ cản trở và nước sẽ không ra được nhiều như là nó đường ống nó bằng nhau. Thì cái nguyên tắc của phối hợp trở kháng như thế, đấy là tín hiệu cao tần nó đi xuyên từ nguồn đến tải là lớn nhất, thì người ta phải phối hợp sao cho cái trở kháng đường truyền mà sóng đi qua là nó phải bằng nhau. À, và trở kháng đấy là chuẩn hóa 50 ohm. Cái đấy, cái phần đấy thì thầy sẽ nói trong cái phần phối hợp trở kháng sau. Nhưng mà khi người ta nói đến đơn vị decibel ấy, dBm used at interface without power transfer. Tức là người ta có thể nói dBm, người ta có thể sử dụng ví dụ điểm này, người ta nói là người ta bảo là điểm tín hiệu tại điểm này là 0 dBm. Thì ta hiểu là gì? À, tín hiệu tại điểm này là 1 mW và đổi ra điện áp là nó là biến độ nó là 632 mV, đúng không các em? Có nghĩa là chúng ta trong mạch cao tần thì người ta xem như là trở kháng của cái điểm mà nó chạy qua là 50 ohm thôi. Và khi người ta nói công suất tại điểm đó, thì người ta dùng công suất không thì người ta cũng dùng biên độ điện áp như bình thường nữa. À, ví dụ người ta bảo là tín hiệu tại điểm này là 0 dBm này, tín hiệu tại điểm sau đó là 10 dBm. Đấy, thì chúng ta sẽ biết ngay là chúng ta mặc định là gì? Trở kháng tại các điểm đấy là 50 ohm thôi. Và chúng ta không cần dùng cái đơn vị về điện áp nữa. Đấy, nó khác với bình thường, nó khác với cả cái mạch ở tần số thấp là gì, chúng ta tính được tín hiệu điện áp, rồi là tính được công suất tùy tải. Thì như tải là cái loa, các em biết là loa thì thường thường có loại loa 4 ohm, loa 8 ohm, loa 16 ohm, hay là cái tải là cái mạch tiếp theo chẳng hạn. À, thì nó sẽ có điện, nó sẽ có cái điện trở kháng nhất định của nó. Chứ còn đối với cao tần thì tất cả thiết bị người ta chuẩn hóa thành 50 ohm hết. À, do đó khi người ta nói decibel thì các em cứ lấy 50 ohm các em sẽ tính ra điện áp thôi. Có nhân đó là lý do tại sao mà người ta có thể dùng trong mạch cao tần là người ta lấy là decibel m hết. À, vì như thế. À, cho nên các em thấy là gì? À, chúng ta thường là gì? À, luôn luôn có một cái giả sử đó là gì? Khi mà người ta tính ở một cái nút X nào đó ấy, thì người ta quan niệm là nó là một cái tải đang rơi lên một cái tải 50 ohm. Và do đó ví dụ chúng ta biết là tín hiệu tại nút X là 0 dBm thì có nghĩa là nó đang 0 dBm và đang rơi lên một cái tải 50 ohm, và có nghĩa là gì? Công suất của nó chính là 1 mW và chúng ta sẽ tính được luôn có tải rồi thì chúng ta sẽ tính được biên độ tín hiệu luôn. Thì các em chú ý cho thầy đó là cái điểm phân biệt giữa mạch tần số cao và tần số thấp, đó là gì? Trở kháng của tất cả điểm trong mạch điện của tần số cao thì thường thường nó sẽ chuẩn hóa là 50 ohm, nguồn 50 ohm, tải 50 ohm, tất cả anten cao tần mà phát ra đều là 50 ohm hết. Trước đây có cái loại 75 ohm nữa, nhưng 75 ohm ấy thường thường sử dụng cho các thiết bị về vệ tinh thôi, các cái thiết bị về cao tần ngày nay thì người ta chuẩn hóa thành 50 ohm hết. Cũng đó là một cái chú ý. Một cái khái niệm tiếp theo là time variance. Các em biết là cái gì không? Đã học cái này chưa? Biến à? Gì? Biến đổi thời gian. À, biến là variables, tức là cái biến là cả con variance là gì? Thay đổi thời gian. À, đó là sự thay đổi, hay còn nói là phương sai, sự sai khác với thời gian. Thì người ta định nghĩa thế này. Về mặt toán học ấy, một hệ thống được gọi là linear, a system is a linear, tức là một hệ thống được gọi là tuyến tính. Nếu như đầu ra của nó có thể được biểu diễn bằng một cái sự kết hợp tuyến tính của các là một cái đáp ứng của những cái đầu vào thành phần. Về mặt giải tích ấy, nếu như chúng ta có một cái hàm số y1 theo thời gian bằng f1 của x1, tức là f là một phép biến đổi, x1 là input, và sau cái phép biến đổi f thì chúng ta có y1. Chúng ta có y2t là nó sẽ bằng f của x2t, chúng ta có hai phép biến đổi đấy. Thì cái phép biến đổi kết hợp ấy đó là gì? A là hằng số nhân với y1,
cái phép biến đổi kết hợp ấy là ta có f của a x1, tức là a là hằng số nhân với đầu vào x1 cộng với hằng số b nhân với đầu vào x2 mà sau biến đổi f thì vẫn là bằng a cộng y1 cộng với b cộng y2 thì mới được gọi là tuyến tính. Cái này là luôn liên quan đến cái toán một chút, về bản chất của cái này về áp dụng trong điện tử thì hôm nào thầy sẽ giải thích sau, nhưng em hiểu lắm. Một cái hệ thống mà tuyến tính nếu như sự kết hợp đầu vào của nó mà qua một cái biến đổi f thì cũng ta cũng sẽ đạt được là bằng tổng của hai cái sự biến đổi đấy, thì ta gọi là cái f, cái biến đổi f đấy ta gọi là cái sự biến đổi đấy là sự biến đổi tuyến tính. Như vậy tuyến tính thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ học xong giờ thôi, các em vừa nắm với khái niệm về toán học như thế. Tiếp theo là gì? Time variance là sự biến đổi về thời gian. Còn a system is a time invariance. Tức là time invariance chúng ta gọi là không thay đổi về thời gian, hay chúng ta gọi là bất biến theo thời gian ấy. Thì người ta gọi là một hệ thống mà được gọi là bất biến theo thời gian nếu một sự dịch chuyển của thời gian ở đâu vào nó cũng sẽ dịch chuyển ở đâu ra một cách tương tự như thế. Cái này lấy đơn giản là gì? Nếu như chúng ta sẽ có y bằng f của xt, đầu vào là x, biến một tín hiệu biến đổi theo thời gian. F này có thể là một bộ lọc, một bộ quách đài, vân vân. F này là một phép biến đổi của tín hiệu đầu vào và cho ra tín hiệu đầu ra. Thì nếu như đầu ra bằng f của x vào mà khi đầu vào bị dịch đi một khoảng thời gian là tô, có nghĩa là x của t từ tô thì f của xt từ tô thì đầu ra cũng bị biến đổi đúng một khoảng như vậy, thì chúng ta gọi hệ thống này là hệ thống bất biến theo thời gian, tức là nó không phụ thuộc vào thời gian nữa. Nếu như đầu vào dịch bao nhiêu mà đầu ra cũng bị dịch bấy nhiêu qua cái phép biến đổi đấy thì chúng ta gọi phép biến đổi là phép biến đổi bất biến theo thời gian. Còn nếu mà phép biến đổi theo thời gian ấy thì đầu vào mà dịch đi một khoảng thời gian là tố thì đầu ra sẽ dịch đi một khoảng thời gian khác tố, thì khi đó chúng ta sẽ nói là nó là biến đổi theo thời gian. Như vậy về mặt toán học em hiểu chưa nhỉ, hai khái niệm này nhé. Alo, hiểu chưa, hiểu về bất biến theo thời gian chưa? Hiểu rồi ạ. Hiểu rồi, nhưng mà thầy lấy ví dụ như một mạch khuếch đại nhé. Một mạch khuếch đại nếu các em đưa vào một tín hiệu hình sin, sau khi khuếch đại lên 2 lần từ một tín hiệu hình sin có biên độ đỉnh đỉnh là 1 V, sau khi qua bộ khuếch đại có hệ của khuếch đại là 2 thì nó sẽ ra được một tín hiệu hình sin cũng y hệt như thế về mặt thời gian, nhưng nó chỉ có biên độ tăng lên gấp đôi thôi, tăng lên gấp đôi. Để thầy xem có cái tool vẽ đó nhỉ, có cái tool bằng trắng ở đâu nhỉ. Các em có biết cái tún bằng trắng đâu không nhỉ? Cái bằng trắng mà để vẽ lên ấy. Stream này. Nghĩ như là Snap Online này. Ở đâu? Không phải đâu. Thầy viết trực tiếp lên slide rồi vậy. Để xem nào. Slide có cái tool công cụ viết không nhỉ? Nó chỉ có đánh máy thôi nhá. Có cái tool vẽ không nhỉ? Rồi. Nó có cái tún bằng trắng ấy, nó có. Để
đọc lại hướng dẫn này nhé. Có cái tool mà chúng ta có thể đưa ra một cái bảng trắng. Lúc nãy bạn nào bảo với thầy là có cái bảng trắng nhỉ? Dương đó. Dương ngủ rồi à Dương? Bạn ấy vẫn đang ở trong lớp nhưng em không thấy bạn ấy nói gì nữa. Nếu mà nằm ngủ trên giường mà mở cái dòng thay nhỏ 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 cũng dễ ngủ phết đấy, đơn giản. Thầy hỏi mày cái tool bảng trắng ở đâu này? Thôi các em nghỉ giờ, đấy là 1:40 nhá, nghỉ đến 2 giờ học tiếp nhá. Nhá. Vâng. Đây xem mấy cái tool xem đó. Nha. Vâng ạ. Để lão. Có thể hình như được có 3-4 người học hay sao nhỉ? Vâng. Các bạn tắt mic. Các bạn tắt. Từ nãy giờ có từ nãy có không có gì để nói được phải, có nói gì được không? À đây à. Ok ok, nói chung buổi đầu mình học cũng mình cũng thử check luôn xem là cái giày và cái này như thế nào để làm quen luôn. Cũng là một cái luôn. Có nghĩa là vẫn học cả chứ? Vâng. Vâng ạ. Bọn em vẫn đang đứng trước màn hình nhìn này. À đây à. Okay. Học cái này cũng hay thế ạ. Các bạn bật cam để ngắm nhau tí nữa. Okay. Em cứ trao đổi nhá, thầy tạm thời thầy sẽ tìm hiểu một số cái kia. Vâng ạ. Nghỉ để lao tí hai giờ học tiếp nhá. Các em cứ trao đổi. Vâng. Mình bật cam lên nào, Sơn có điều muốn nói kìa. Các bạn ơi, tớ đang cách ly rồi, nếu mà các bạn ai có triệu chứng gì thì báo công an nhá. Quỳnh em mấy? Quỳnh em mấy ấy, chẳng em mấy cả, nhưng mà ở trong cái chỗ đấy mà người ta đi siêu thị mình cũng đi siêu thị thì bị lây rồi chắc. Ôi hay, hay lắm, hay lắm. Đây còn nói chung là sẽ cách ly khoảng 2 tuần đúng không? Em 1,5 đúng không? Toàn rồi. Bật cao lên chơi rồi các bạn. Toàn history. Hôm nay đang đi học bạn. Rồi. Tôi đang cởi chân. Các bạn cứ bật đi. Các bạn nào rảnh thì cứ bật. Bật cao bật lên chơi. Bật đi. Đã định đi học. Còn lâu không em? Ôi mà sao? Có thằng Adol tiêu. Tụi mày muốn đi đâu mà còn khó. Tao đang sợ. Tao mày đi hôm qua. Đéo hiểu tôi nghĩ cái lúc. Tao đi lượt vào Tây chứ mày. Tông. Chú ý. Hay bạn ơi. Đây là lớp học bạn ơi. Thôi thầy đi rồi. Cảm ơn thầy bạn ơi. Không biết là khi nào thầy vào, thầy cứ để. Này, thầy chỉ để. Thầy vẫn đang cùng mày đứng đâu, không biết nhá. Thầy bật loa đấy. Tí mày lại đổi giọng bạn ơi, và đâu giờ mày lại đổi giọng bạn ơi. Có ai đang record đúng không? Đang record đấy. Đại dương. Thứ thầy nghe lại. Ê nhưng mà cái record đấy là tất cả mọi người đều nhận được à hay là nó lưu vào đâu? Ừ. Nhưng mà lưu vào trong ổ cứng máy tính thì nặng chết. Lưu vào bản trong cái trong bản link này sao ạ? Thì lưu vào trong nhóm chat thôi, trong cái phần chat này. Còn ai muốn tải chắc về là tải. Trên OneDrive ấy. Được rồi. Nhưng mà record cả cái file này 10 tiếng đồng hồ này thì nặng lắm. Lưu ở trên cái chỗ cục trò chuyện ấy. Nó lưu ấy mà lưu nhiều. Lưu ở đấy mình chỉ cần xem lại thôi, không cần máy đâu. Lưu ở trên mạng luôn mở xem chứ nó không phải. Nhưng mà tưởng OneDrive nó có lưu lượng có hạn này thì cái riêng cái file này chắc muốn một đống rồi. Ui thì được có mấy file lắm. Nhà Phương mới xây đã phết à? To mà. Ừ. Tí nữa không có thông tin số à các cậu? Thông tin số thì là hôm nay không học. Nó ghi ở trên. Nó ghi trên số học online. Nhưng mà thầy chưa thông báo gì. Nhưng hôm nay là thầy cho nghỉ mà. Thầy thông báo ở đâu đấy? Hôm trước cô Thùy Anh. Thùy Anh mới bảo à? Ở đâu nghỉ? Ờ nhưng cô bảo với ai? Bảo đâu? Cô bảo với cả lớp. Chưa lúc về cô bảo ấy. À bảo là thầy cho nghỉ học ở trường á. Ừ, đúng nghỉ hôm nay mà hôm nay có bảo hôm nay thầy bận mà thương thứ hai luôn thầy nghỉ đã sớm quá muốn thông tin số á trước là các bạn hiểu không tâm của người quốc tế là vì thế các bạn bây giờ mình nghĩ ra chuyện đấy
thầy đi trước một bước rồi. Thầy biết trước là hôm nay sẽ như này rồi. Tiếng xe máy đâu rồi? Nhà mày. Cái gì? Sao là nhà tao? À chắc nhà Hoàng Giang. Ừ, nhà tao ấy. Nhà tao làm gì có tao đâu, có tiếng xe máy. Cái tiếng chim hót ở đâu đấy? Người ai bật đấy? Nãy thế nào? Nãy thế nào để chim hót đấy? Thằng nào nó gáy ấy. Giờ còn nghe thấy không? Tiếng chim hót đấy. Tắt rồi. À, nhìn cái gì? Tưởng giờ vẫn nghe thấy, có khi nhà tớ, nhà hàng xóm có. Nhưng mà nó đấy. Thay bằng ý. Thank you.